Sáng 22 tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định thống nhất phương án lưu thông trên dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, theo đề xuất của Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2, tức từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 10 Tết, ô tô được lưu thông hai chiều trên tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận với tốc độ tối đa là 80 km/h. Và chỉ trong khoảng thời gian này, xe mới được lưu thông trên tuyến dự án, vì dự án vẫn chưa chính thức đưa vào khai thác. Theo quyết định cho xe ô tô lưu thông dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, nhằm giảm áp lực giao thông trên tuyến quốc lộ 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng ghi rõ các loại phương tiện không được lưu thông trên tuyến dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, gồm xe quá khổ, quá tải, xe container từ 20 feet trở lên, xe đầu kéo kéo theo semi remote, xe chở vật liệu dễ cháy nổ như xăng dầu, ga, nhựa đường, người đi bộ, xe mô tô, xe thô sơ, xe gắn máy. Trong quá trình lưu thông, các phương tiện chỉ được chạy trên tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn từ nút giao Thân Cửu Nghĩa tại km 49 620 đến nút giao An Thái Trung tại km 101 126, nối quốc lộ 1 với quốc lộ 30 giáp tỉnh Đồng Tháp. Lái xe chỉ được dừng đỗ xe ngoài phạm vi đường cao tốc. Trong trường hợp buộc phải dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, thì lái xe phải đưa xe ra làn ngoài cùng hoặc dừng tại điểm dừng khẩn cấp. Tài xế không được tự ý dừng xe trên làn đường dừng xe khẩn cấp, gầm cầu vượt để nghỉ ngơi ngắm cảnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu lực lượng của Trung tâm Điều hành Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phối hợp cảnh sát giao thông, trật tự giao thông, chính quyền địa phương, công an xã, y tế, cứu hộ, cứu hỏa túc trực trên tuyến để điều tiết giao thông, xử lý sự cố khi có xảy ra. Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nằm toàn bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, có tổng chiều dài 51,5 km, với điểm đầu là nút giao cao tốc tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành và điểm cuối là nút giao quốc lộ 30, huyện Cái Bè, nối tỉnh Đồng Tháp. Dự án được khởi công lần đầu vào năm 2009. Nhưng suốt gần 10 năm đầu triển khai dự án với 2 lần thay đổi chủ tổng đầu tư, 3 lần thay đổi tổng mức đầu tư, lần cuối cùng là 12.668 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước góp 2.186 tỷ đồng, 4 lần lùi thời hạn hoàn thành. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, dự án được thông tuyến. Ngày 19 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Tuy nhiên, tại sự kiện công bố thông tuyến kỹ thuật dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đại diện tổng thầu dự án thông tin rằng 41 trên 51,5 km của toàn tuyến vẫn đang chờ lún vì đặc thù địa chất miền Tây và toàn tuyến cao tốc chưa được thi công hạng mục làn dừng xe khẩn cấp vì khó khăn về vốn. Theo Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang, các phương tiện lưu thông trên tuyến dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ rút ngắn khoảng cách từ điểm cuối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương tại nút giao Thân Cửu Nghĩa đến khu vực cầu Mỹ Thuận khoảng 30 km. Tức 51,5 km cao tốc so với gần 80 km từ điểm cuối cao tốc đến khu vực gần cầu Mỹ Thuận hiện hữu.